Công nhận nha, tôi chưa từng thấy người hâm mộ nào như vợ tôi. Mê nghệ sĩ từ lúc nhỏ đến lớn vẫn còn mê, vẫn còn hâm mộ. Trời ơi, chứ sao? Ủa, mà anh nói ai mà từ nhỏ tới lớn vẫn còn hâm mộ? Thì chú nghệ sĩ Hoàng Vũ chứ ai. Đúng rồi, nhưng mà chồng nói sai người rồi. Gì? Hồi nhỏ thì em thích là chú Vũ thiệt, nhưng mà lớn là không có thích chú Vũ nhiều bằng người này. Ai à? Này mới trẻ đẹp hơn nhiều. Ai à? Ai? Đây, Tô Ngọc Hiểu. Gì? Tô Ngọc Hiểu là gì? Tô Ngọc Hữu. Trời ơi, ta hữu tự nhiên cái hiếu. Trời ơi, anh thấy không? Vừa trẻ đẹp nè, mà vừa tài năng nữa. Trời ơi, người gì đâu mà. Tài năng gì? Nè, hát hay, nhảy đẹp, siêng năng, cần mẫn. Ra 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 mượn coi coi. Trời ơi. Này đó hả? Đó, anh coi đó. Ồ, em đợi em lưu mấy cái clip về luôn, em bị ghiền á. Trời ơi, bà ơi, đang nổi da gà hết trơn. Anh mắc cười quá, anh làm được như người ta không? Làm cái gì? Nha. Trời ơi, rất là tài năng luôn á. Hát này, nhảy hay gì. Ồ, đặc biệt nói chuyện rất là có duyên nha. Đặc biệt là trong cái việc mà kêu gọi mọi người mà mua cháo lòng của mình á. Ôi ôi, anh không biết đâu bơ hởm ha. Trực tiếp á hả, là có mấy ngàn người coi luôn. Mà anh thấy hữu duyên cái vậy nè. Trong mấy ngàn người đó ha, tự nhiên gọi tên em anh. Trời. Gọi, ôi, chào bạn Trang, chúc bạn buổi tối vui vẻ. Trời ơi. Người ta gọi tên em, thần tượng gọi tên em. Em đặt liền 6 tô cháo lòng. Cái bữa đó anh ăn 5 tô, em ăn 1 tô đó, nhớ không? 16 tô là nhiêu tiền? Dạ, 6 tô 300 ngàn. Cái gì? 6 tô 300 ngàn. Đúng rồi. Ngày mai, Tô Ngọc Tuấn bán cháo lòng, nấu cháo lòng cho bà ăn. Được tự không? Nhiên rồi ganh tị vậy. Tự nhiên ganh tị gì? Không có ganh tị gì. Thôi ba nhìn đi. Tôi đồng ý. Nè, đẹp thì cũng được. Thì so với tôi thì cũng thì đẹp hơn đi. Thì cũng cao hơn chút thôi. Thì... Chồng ơi, chồng đừng có nói nữa. Càng nói càng lồi ra cái nhiều chút nó rất là hơn chồng. Rồi, anh ta giỏi là anh vừa bán hàng, anh vừa nói chuyện có duyên, rồi vừa đứng vừa nhảy. Thôi, dẹp, làm ơn. Dẹp ngủ. Gì vậy? Lòng chú liếc gì đây. Ủa, tôi đang coi giải trí tự nhiên quạo à. Quạo gì? Mà chú dẹp ngủ đi. Ghen hả? Ghen nè. Nghĩ sao ghen. Ghen nè. Không ghen, thôi mai em đặt cháu lòng ăn tiếp. Dẹp à. Vậy là ghen trời. Đi đâu ghen đó còn sao? Bây giờ ghen không? Ghen rồi đó còn sao? Một ghen không? Ghen. Hai ghen không? Ghen. Đi ra mà sao? Ôi dạ, cái gì vậy? Đi. Tự nhiên cái đuổi ta. Ai biểu? Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Cũng khá là tế nhị khi mà ông chồng rơi vào trong tình huống là cô vợ mình đang hâm mộ một thành tựu một cách thái quá. Ở đây nó bao hàm ý nghĩa tiêu cực rồi, bởi vì nếu như nó vừa phải thì chắc chắn rằng là người ta không dùng đến hai từ thái quá. Và trong trường hợp này thì nó sẽ được thể hiện thông qua nhiều cái chiều kích khác nhau. Đầu tiên đó là thời gian mà một người nói chung, hoặc trong trường hợp này là người vợ nói riêng, dành cho cái việc là hâm mộ một thành tựu nào đó. Khi mà cô ấy dành quá nhiều thời gian trong ngày, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt chung của gia đình cũng như là của vợ chồng. Cái biểu hiện số 2 đó là cái sự quan tâm bằng những cái hành động cụ thể. Bất kỳ một cái hoạt động gì liên quan thì cô vợ cũng sẽ nhắc đến hoặc là có cái sự liên hệ đến cái người mà mình đang thần tượng, và thần tượng còn đi vào cả từng bữa ăn, từng câu chuyện và trong cái nhịp sinh hoạt của gia đình nữa. Và từ đó thì nó sẽ giảm đi cái sự quan tâm của người vợ đối với lại người chồng, người con hoặc là các cái mối quan hệ khác trong gia đình. Trong trường hợp này thì người chồng sẽ bắt đầu từ những việc rất là nhẹ nhàng thôi. Mình có thể là trò chuyện một cách rất là thân thiện và vui vẻ với lại người vợ, để cho người vợ hiểu rằng là hình như em đang có những biểu hiện, hoặc là em đang có những cái cách thể hiện ra nó không có phù hợp rồi đó. Tuy nhiên có những trường hợp khác thì sự nhắc nhẹ nó không có phát huy tác dụng. Vậy thì trong trường hợp này chắc là ông chồng sẽ phải gọi là tăng đô lên một xíu. Và cụ thể hơn đó là mình sẽ cần nói chuyện với người vợ một cách rất là thẳng thắn, nhưng trên tinh thần là mình vẫn giữ cái sự tôn trọng về quyền cá nhân và riêng tư của cô ấy. Chúng ta thể hiện rằng là mình mong đợi cô ấy sẽ điều chỉnh, sẽ tiết chế lại, để cho cái việc hâm mộ thần tượng đó nó không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình. Bởi vì suy cho cùng là thần tượng nó sẽ có tác dụng tích cực khi mà nó giúp cho bản thân chúng ta tốt hơn và các cái mối quan hệ tốt hơn. Nên nếu như cái sự góp ý đó, cái sự chỉ ra đó, nó cũng hướng đến cái mục đích là làm cho cuộc sống của gia đình trở nên tốt đẹp hơn, thì chắc chắn rằng các cô vợ của chúng ta cũng sẽ không có ngần ngại gì để điều chỉnh cho nó phù hợp.
Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở tập tiếp theo của chương trình Vitamin Hạnh Phúc.